cái nhà mà mình xây mà có một cái khoảng bên hông như vậy ha, này quá chị thoáng ha, không có xây bích nhà. Quý anh chị ơi, hiện tại là Ngọc đang có mặt tại con đường Chế Lan Viên. Nếu như quý anh chị mình có theo dõi cái kênh của Ngọc á, thì hồi 1-2 tháng trước đó, Ngọc có quay một cái căn nhà Chế Lan Viên kế bên, thì cái căn đó Ngọc vừa mới bán xong rồi. Bây giờ cái căn nhà này là nó liền dắt với cái căn đó luôn. Đó, liền dắt với căn đó luôn. Thì diện tích nó cũng như nhau hết. Trong này thì diện tích là ngang 5m8, chạy dài vô là 17m6. Nhà này thì có hoàn công cấp 3. Nhưng mà cái kết cấu của cái nhà này là một trệt hai lầu, ở trên tầng cao nhất á, nó có một cái nhà yến ở trên đó nữa. Đó. Thì bây giờ á, Ngọc sẽ nhờ anh Phi đi ra cái con đường phía trước, quay quay cho quý anh chị mình xem được cái địa hình ở phía trước nó như thế nào nha. Đó. Cái đường này nó rộng nhiêu anh Phi ha? Em quên mẹ nó rồi. Đường là lớn á, Hả? chắc 7,5 m á. Hơn á. Đó đó quý anh chị mình thấy không? Cái bo hổm mà Ngọc quay cái căn Chế Lan Viên kế bên nè, thì cái mình đứng ở chỗ này nó sẽ có một cái con đường đi thẳng ra luôn nè, mình nhìn ở đây mình nhìn Tương lai sẽ đường thấy nằm là thẳng Sophia đó. đến, đúng rồi, thẳng đến chợ đêm Phú Cường á. Đó, là cái con đường này nữa nó mở cái đường này ra đi thẳng quanh kia luôn, trên quy hoạch đã có rồi nghe quý anh chị. Cái nhà cái bên này anh chị, nhà bữa trước em Ngọc đã quay rồi, đã bán rồi anh chị. Đó. Đây, đây cái căn nhà. Trời ơi cái nhà này mà 8 7 8 phòng. Căn nhà này bây giờ mình nếu như mình làm nhà nghỉ cũng được ha. Nhà nghỉ hoặc là nhà nhà trọ sinh viên này kia đó, mình sửa lại mình làm theo cái mô hình nó cũng ok. Nhà yến này không nghe tiếng yến nữa không? Em không có nghe cái máy của tiếng yến nó ồn ha, Đúng rồi. đứng ở trong này là không nghe luôn nè. Chỉ có nhà miếng gần đó thôi chứ trong nhà là không có tiếng yến. Đó bây giờ nhờ anh Phi đi một vòng của căn nhà giùm cho em đi. Hồi nãy cái chỗ mà Ngọc bước ra đó là bên hông nhà của mình nè, sẽ có một cái giống như là một cái lối đi thẳng vô cái nhà bếp luôn. Cái này chắc cỡ 1 mét anh Phi, M2. mét hai à? Coi giấy, hoàn công luôn mà. Hoàn công của phần đó vừa luôn, M2. Bây giờ anh Phi đi vô chi tiết giùm em đi. Cái cổ nó đang bị đau quá trời luôn, quay lại không Phần được. xăng thì chủ có chừa khoảng 3 mét xăng trước, chỉ có làm mái có trên cái ban công luôn ha. Và có cửa sắt kẽm, kiến cường lực, bốn cánh, mình đậu xe máy này thoải mái. Nhà này bố trí nhà thì mình thể làm được nhà nghỉ, nhà trọ được được luôn chị. Tại đa phần các phòng, các tầng lầu đều có cái lối thoát hiểm bên hông hết nè, lối đi riêng. Bước Nên ra là mình đường 3 tháng 2 của Phú Cường á quý anh chị. đúng rồi, thì mình làm cho nhà nghỉ nhà trọ cũng ok, nhà trọ cấp cũng được. Giá cái này chỉ 2 tỷ 7 thôi chị, có hoàn công nha, 2 tỷ ngang 7. 5m8, dài 17,06m. Đây là phòng khách, thì nếu làm nhà nghỉ nhà trọ thì mình bố trí phòng khách vào đây anh chị. Nhà thấy cũng còn khá ổn ha, không có bị lún nứt chứ. Đây là bố trí tầng trệt, cầu thang trước, lối đi bên hông. Ngoài lối bên hông bên kia còn lối bên hông trong nhà đó anh chị. Ở trong nhà lối bên hông rất rộng á, cỡ 1,4 lận chứ không phải 1,2 nha. Cái phòng này có nhà vệ sinh bên trong không có gì kìa. Ông chủ Đâu. nhà ông nhiều nhà quá rồi, bây giờ ông không có nhu cầu, ông ở đây ông mua ông để đó rồi, bây giờ Có một nhà vệ sinh đây luôn á chị. ông mua thêm đất nên ông Đây là bán nhà căn cầu thang, này. tận dụng nhà thang làm nhà vệ sinh. Nhà sinh thì cao chứ không thấp anh chị. Nói chung chủ căn này bán cái căn này để mua đất chỗ khác chứ không phải là ngợp mà bán đâu quý anh chị ơi. Nhưng mà giá thì vẫn còn thương lượng nha, 2 tỷ 7 vẫn còn thương lượng. Giá quá mềm anh chị, Ô cái căn này bây giờ chợt mình hai ôi lầu dạ, nhà trời yến ơi, trên đau luôn. quá. Căn này mà bây giờ mình sửa lại anh Phi ha, cái mình làm mấy cái kiểu giống như mấy cái homestay mà Mini phòng như homestay rồi, đó ok lắm không mini á, house để cho tại vì nó thuê nhiều nghỉ phòng cao quá cấp. đi, 7 8 phòng lận. Mình có một cái bếp chung luôn nè, đúng không? Mình xài mình sử dụng một cái bếp chung dưới này Mình luôn. làm giống như cái mini house mà nhà nhà trọ cao cấp đó, rất là phù hợp. Đây là bếp anh chị. Ngoài sau có lối thoát hiểm anh chị, thì mét bên kia ta đây, ngoài sau còn mát hiểm anh chị. Cái cổ này của em giờ sao giờ trời, mình làm sao để cho nó hết đau giờ ta? Hoặc là đại gia đình mà đông đông con á, ở ở cái nhà này rất tiện luôn, quá bự. Em thích gia đình ở chung à, mà nhà đơn chiếc chết. Ừ. Em bị hồi nãy một lần rồi. Chẹo Nó có cái cái chân luôn. nó có cái bực ở đó anh chị, đi mình bị dốc. Rồi Đây anh là Phi lối lên lên cầu trên, thang anh ha, Phi lên trên đi. cầu thang đó lót đá qua khương đồng bộ anh chị, tay vịn là lan can là gỗ.
Nhà khá nhiều phòng. Và được được cái là có lối đi bên hông rất là tiện, mình có thể sửa phòng lại, mình ngăn cái đi lối đi riêng bên ngoài và các phòng ở đây. Bố trí phòng lớn nè, có nhà vệ sinh hết nha anh chị. Mở mini house cho thuê nhà phòng ở cao cấp rất là tiện anh chị, lớn sẵn luôn. Tổ yến thì anh chủ nói là giờ được 20 tổ anh mới thu qua. Và nhà trong đây anh chị không nghe tiếng yến nha. Đây là cái cửa đi ra lối thoát hiểm, lối đi bên hông ngoài ngoài trước giống ở dưới lầu anh chị. Anh chị. Thì nếu mình làm cái nhà mini house có thể cho ta đi lối trước được rồi chị. Rồi mời mấy chị lầu ha. Mà trước còn phòng đó. Bây giờ mình không đếm được mấy phòng, dưới là hai. Đây ba phòng. Đây, phòng khá rộng. Cũng còn mới ha. Ban công trước luôn chị. Rồi mà anh chị lên lầu tiếp, trên lầu còn hai phòng lớn, lớn lắm. Cái này mà ai đi làm khu vực Phú Cường, Gạch Sỏi hay là An Hòa nó ở căn này như làm nhà nghỉ thì nó ở đây cũng được anh chị. Ở làm nó tiện. Chồng. Đây trên lầu. Đây, phòng phòng lớn ha. Nếu ai làm giáo viên có thể tận dụng phòng này thì dạy học ha, dạy yoga cũng được. Khá rộng, phòng này chắc cỡ 40 chục vuông anh chị. Lớn. Đây là bộ điều khiển của cái máy túc yến trên. Camera. Mình ra ban công trước cái đường lên lầu cái tầng mái ha. Thiết kế hay cái là có lối đi bên hông hết nè. Lên tầng mái. Ở đây là tiếng yến là tiếng của bên bên khác, tới nhà mình không có nghe tiếng yến anh chị. Dùng ở đây nhà chủ nhà dùng tần số đó, không nghe tiếng yến mấy. Tiếng yến là của các nhà khác xung quanh. Rồi cảm ơn anh chị theo dõi video nha. Mình nhắc sơ thông tin nhà này là một trệt hai lầu, một tầng yến trên nữa, coi như ba tầng. Thì ngang 5,8 m, dài 17,06 m. Giá con này là 2,7 thương lượng nha mấy anh chị. Còn thương lượng chính chủ ha. Anh chị quan tâm liên hệ đây số điện thoại trên clip. Rồi cảm ơn các anh chị theo dõi video.